Hello mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi câu rô đồng cho anh em xem nha. Đây là một cái bào. Cái bào này thì ngày xưa người ta thả cá ấy, xong rồi nước nó tràn ra ấy các bạn. Đâm ra thì người ta cho câu nha. Nhưng mà câu được một thời gian nữa thôi. Câu được một thời gian nữa thì họ sẽ răng lại, họ không cho câu. Ok, mình tranh thủ mình câu nhé. Hôm qua mình có câu thử ở đây rồi, cũng được một con rô phi các bạn ạ. Một con rô phi bằng 3 ngón tay á, 4 ngón tay á. To phết. Ok, xuống cần nha các bạn. Cái chỗ này thì nó đất là đất người ta móc lên á, đâm ra đất sét không à. Khá là khó chịu. Ok, xuống đây. Đây, dựa vào đây đi ha. Cái này là cái ghế này. Đúng, ngồi đây có một mình à. Chiều hôm qua cũng có mấy người câu á. Nhưng mà họ câu chiều không à. Mình đi câu buổi sáng. Tại vì câu buổi sáng cho ít người các bạn. Cá nó ít ăn lại, chứ ăn nhiều quá người ta nhìn mình câu người ta sợ mất. Người ta choáng váng mặt mày, xây sẩm mặt mũi. Rồi ok, ngồi đây nha các bạn. Ừ, được đấy. Rồi, hạ cần xuống đây. Rồi cho nó 2 cần thôi. Tính ra là chỉ cần một cần là đủ này. Chỗ này bắt buộc phải cây chống cần này. Hai cái cần này. Mình vừa mới đặt thêm cái cần 3m6 nữa. Mà không biết khi nào thì nó về. Ok. Mình chưa có cám đâu. Giờ mình phải đi pha cám nữa các bạn. Úi dồi ôi. Đây, đồ đây. Bỏ cái này vào đây cho nó đỡ bận. Ok, mình sẽ pha cám xong rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Thì ở trong cái hồ này thì có khá là nhiều loại cá các bạn ạ. Có cá đồng, rô đồng này, cá lóc này, cá rô phi này, cá chép này, cá gì ta, mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà nó có nhiều loại cá phết. Mình câu cám này thì câu được mỗi rô đồng thôi các bạn, chứ chả câu được con gì hết trơn á. Câu run thì rô phi nó ăn mạnh lắm. Ok, bây giờ mình sẽ xuống cần nhà mình để pha cám xong rồi mình xuống cần nha. Úi trời ơi, lên được một em rô đồng rồi các bạn ơi. Lấm căm. Mới tới được em rô đồng rồi này các bạn. Ô dễ quá. Ồ, rô đồng ăn rồi nha các bạn. Ngon ăn. Này, mà bông. Trời ơi. Rồi. Ok. Lên được em rô đồng nữa này các bạn. Thêm được một bé rô đồng nữa nha các bạn. Con này bé hơn con nãy. Ui giời ơi. Con gì đây? Ui rô phi anh em ơi. Ui được con rô phi này các bạn. Ngon lành cành đào. Ồ, được con rô phi rồi nha. Lấm. Vô, một con rô phi, 2 con rô đồng. Ngon. Vô kèo rồi anh em ơi. Rồi, con dính rồi. Ui. Cá long tong. Mày chết. Đây là con rô phi nữa này các bạn. Đây. Một bé rô phi nữa. À, hôm qua bị con này nó đâm một cái vào tay đau muốn chết luôn. Giờ sợ lắm. Hôm qua bị một con rô phi nó đâm vào tay đau muốn chết luôn. Giờ mình sẽ cho nó vào trong này luôn. Mày chết. Mày. Rồi, vô phi. Rồi, một con nữa. À. Một em vô phi nữa nha các bạn. Giờ mình sợ nó lắm. Mình phải thả nó vào trong này. Úi dồi. Đừng có dãy đau. Nào.
Cái gì ấy? Ui dồi ôi, nặng quá. Chiến giờ mới ra này các bạn. Con cá lóc các bạn ơi. Lên là con cá lóc này các bạn. Ok các bạn ơi, mình đi về đây. Đây, hôm nay mình câu cá đây. Trời ơi nè, anh Chiến nè. Đây. Một con to, hai con nhỏ. Đồ, nói chung là cái này kéo cũng công cần rồi nè. Đã. Cần 5 hắc rồi kéo hơi bị phê đó anh. Rồi, hôm nay mình câu được 3 con cá rô phi nha. 3 con cá rô đồng và một con cá lóc. Rồi. Lên dĩa, chiên hết. Đem về chiên hết nha các bạn. À chà, đi câu rô đồng mà được cả cá rô phi thế này không à. Đáng cấp không? Mọi người thấy mình có đáng cấp không? Thôi thì bây giờ mình đi về nha. Vậy thôi, vậy thôi.